Vừa rồi mà Lisa thưa với quý vị đó, làm sao để mình biết được rằng tất cả những mùi vị ở trong đây đã là vừa miệng mình rồi trước khi mình xào hành, tỏi, ớt, riềng để bỏ thêm vào. Thì việc đầu tiên đó, khi nước sôi đó là quý vị mở cái củ cốt lẩu Thái Lan ra, đổ vào trước. Và khi đổ như thế, chúng ta quậy lên cho những cái bột gia vị nó tan ra hết. Và chúng ta nêm trước khi xào những loại gia vị khác để bỏ vào. Bởi vì có thể rằng khi chúng ta nêm thì thấy đã vừa miệng rồi, không cần phải thêm xả, không cần thêm điều gì nữa. Khi nước sôi thì chúng ta bỏ hũ cốt lẩu Thái Lan vào trong nồi nước sôi đây. Và cũng như mọi lần đó, là khi nước đang sôi như vậy thì Lisa có vặn bếp nhỏ lại trước khi đổ cái bột gia vị vào. Không nên để cái nồi nước nó đang sôi với cái độ thật là nóng, đổ gia vị vào nó sẽ nhăng nước vào, có thể gây cho chúng ta bị phỏng mặt hoặc phỏng tay. Thưa quý vị, như vừa rồi Lisa trình bày đó, là lúc này là lúc mà chúng ta nên thử coi đã vừa miệng chúng ta chưa. Vừa miệng đây có nghĩa là vừa những cái gia vị mà về riềng, về xả, hoặc là tỏi, hoặc là hành, hoặc là ớt, có cay đủ cho chúng ta dùng chưa. Bởi vì công ty Quốc Việt khi mà chế biến những loại sản phẩm mà có tính chất mà hơi cay, hơi có mùi gia vị nhiều thứ khác nhau, thì bao giờ cũng làm với một cái mức mà trung bình thôi. Xong rồi khi nào quý vị nào mà thích mùi xả nhiều hơn, hay là bất cứ một loại mùi gì thích nhiều hơn đó, thì chúng ta sẽ bỏ thêm vào. Yeah. Anh Trung Hải đứng, đừng có nhìn em nha, đừng nhìn em nữa anh ơi. Thì đối với Lisa, nồi lẩu Thái cũng đã là rất là ngon rồi, nhưng mà Lisa thì thích xả và riềng, rất là thích, bởi thế Lisa và thích thêm cái cay nữa, bởi thế Lisa sẽ xào lên một số các gia vị để đổ chung vào trong nồi lẩu Thái đó. Thì trong đây đó, trong cái chén này như anh Trung Hành mới vừa cắt cho chúng ta, đó là xả này, rồi ớt hiểm này, riềng này, này, hành hương này, rồi tỏi, là tất cả bằng ra. Và bây giờ Lisa sẽ xào lên. Và khi xào cũng không có cần xào kỹ quá, chúng ta chỉ cần xào cho đến khi mà thấy những cái gia vị này đó được đổi màu, ra màu nâu nâu, dạ, là được rồi. Vàng như thế này. Dạ, còn đậu bắp thì được anh. Nghĩa là đó cũng là một cái món rau mà chúng ta chế biến thêm. Dạ, em thì em mê đậu bắp lắm, cho nên trước nữa đây là cũng có đậu bắp. Rồi cũng có mấy anh chúc anh mong tìm được cô ngọ. Và chúng ta bỏ vào trong nồi 1-2 lá chanh hoặc 3 lá tùy theo vị của quý vị. Và như thế là nồi lẩu Thái Quốc Việt đã xong. Em thấy trong lá chanh mùi xả quá là hấp dẫn. Thấy là mình cấm đã màu quá là đẹp. Dạ. To rồi. Em nghe mùi xả giống như là mình sắp sửa kêu là steam hả anh? Anh nhớ là để mà thử cái mùi tanh của cá ha, là mình sẽ chà muối, sắc muối lên. Thì thưa quý vị, để lựa chọn những món đồ biển để bỏ vào trong nồi lẩu thì chúng ta cũng rất là phải cẩn thận, bởi vì nếu mà trong những loại đồ biển đây đó mà chỉ cần 1-2 loại thôi, ví dụ như một con chém chép đã bị ươn rồi, hoặc là miếng cá, hoặc là con tôm đã bị ươn rồi đó, thì sẽ có thể là làm nguyên một cái nồi lẩu của chúng ta mất ngon đi. Yeah. Thì để mà lựa cá đó, nếu mà cá phi lê như thế này thì chúng ta lựa cá mà loại
thấy cái thịt nó còn chắc nữa bạn. Dạ. Còn nếu mà lựa nguyên con cá thì thường đó là nguyên con cá như vậy thì chúng ta cũng nhìn cái thịt coi cá còn chắc không, xong rồi cái mang cá có phải đỏ, rồi hai cái nữa. Ví dụ nhìn hai mắt cá đó là còn sáng trong, lấp lánh lấp lánh, chứ chưa bị cận thị. Rồi tôm á thì chúng ta coi tôm á, tôm vỏ tôm á nó còn bóng không, rồi nó còn màu trắng trắng clear của nó đó. Rồi tới mực, mực cũng thấy mực khi mà chọn mực á thì quý vị có thể mua mực nguyên miếng, mực phu dần cũng được, không không phải là vấn đề. Nhưng mà mực nếu mà mua mực tươi đó thì về là chúng ta phải lột cái màng mỏng mỏng ở ngoài bên ngoài con mực đi, chứ thôi là cũng sẽ bị cái mùi tanh của mực. Và đây là những con chăm chép thì đây là theo lời yêu cầu của một vị trong nhà bếp Quốc Việt muốn ăn chăm chép. Quý vị có thể sử dụng thay thế chăm chép bằng những con nghêu. Thì khi lựa chọn nghêu cũng như chăm chép thì quý vị cũng cẩn thận là những con nó còn mở, nhưng mà khi mình đụng vào á thì nó khép lại, thì đó là những con còn tươi. Còn có thể là mình nhìn thấy những con nó còn đang mở, nhưng khi đụng vào thì nó không có khép lại hẳn ngay, thì đó là những con mà đã bị sao, đã bị over rồi. Yeah. Ok, bây giờ anh sực chép, anh cho ý kiến là nên cho cái gì vào trước? Em nghĩ cho chân chép nha. Dạ rồi, chúng ta có chân chép vào trước. Thưa quý vị, đây là nồi lẩu Thái Quốc Việt, và Lisa, anh Trung Hành đây cùng mời quý vị thưởng thức với nhà bếp chúng tôi. Hình như là tới đây rồi em cũng bị mắc nghẹn á anh Trung Hành, chắc anh phải nói chuyện đi, tại vì can wait, chờ bỏ rau vô và sẵn sàng. Em thấy mùi thơm ngon quá của xả, của riêng, của lá chanh. Có thắc mắc là cái nồi 2 gallon thì với cái lẩu như thế này thì anh nghĩ ăn bao nhiêu người thì có thể ăn được bao nhiêu người? Lisa nghĩ là dành cho một đại gia đình khoảng 20 người. Dạ, tại vì 2 gallon nước thì thường những loại ví dụ như phở, phở hoặc là bún bò hoặc là những nhà thì nếu mà lấy ra tô như vậy đó thì cho 20 người ăn. Còn lấy ra hai đầu hai đầu vàng hai cái này không. Dạ, lấy ra những cái nồi nước như vậy thì em nghĩ là được khoảng chừng ba nồi lẩu. Em bỏ cá vào chưa? Dạ, em bỏ rồi. Bỏ cá, bỏ mực, bỏ tôm, bỏ chân chép vào rồi. Dạ. Chín thì mình bỏ rau. Dạ. Em nghĩ là chúng ta đợi một chút xíu. Dạ. Tôm với lại chân chép đó thì cần chín kỹ hơn. Dạ. Chân chép nó phải. Dạ. Rồi tới mực. Dạ. Rồi cuối cùng là cá. Cá thì cái độ mà chín có thể chúng ta nấu khoảng từ 5 phút trở lên. Ok. Và món này thì chúng ta ăn với bún. Dạ, bún đó thì quý vị cũng sử dụng loại bún mà bún nhỏ sợi, như là bún mà ăn bún riêu đó. Dạ, chứ không có cần xài bún mà loại như là bún ăn bún bò Huế, thì cái sợi đó nó hơi lớn cho lẩu. Dạ, xài loại bún nhỏ vậy thôi. Và cách luộc bún thì chắc chắn là chúng ta cũng hiểu hết với nhau rồi, phải không? Mọi người đều biết. Dạ, nấu nước sôi lên xong cho gói bún vào. Và khi nước sôi lên khoảng chừng 2 phút thì tắt đi, để nồi nước bún ở trên bếp như vậy. Cho một hồi sau mới lấy ra đổ ra rổ và xối nước lạnh lên. Rồi, ok, bây giờ anh có thể bỏ rau vô rồi đó anh. Cái đậu bắp này, em nói hỏi em là Dạ, em rất là mê đậu bắp. Bởi vậy, có thể quý vị thấy ít có nhà hàng hoặc là ít có bạn bè nào mà nấu lẩu Thái với đậu bắp. Nhưng mà thêm một lần nữa, chúng ta có thể chế biến là những loại rau để chúng ta thích ăn hàng ngày vậy đó. Chúng ta bỏ chung vào trong nồi nước sôi. Chế biến của anh là bạc hà phải không? Dạ, đúng, bạc hà rồi. Có thể bỏ cà chua không? Ý thích mà thế. Dạ, mình sẽ chế biến theo cái món mà mình thích mà. Cái đậu bắp này thì nó hơi lâu chín. Rồi, vậy đây, để em đưa cái món lên.
nhìn hấp dẫn quá. Và cái màu cũng đẹp nữa. Cái màu rất là tinh ý hải nè. Ngon. Rồi xong anh đem ra muốn vài thái nha. Oh, em by the way, em có biết cái bài Ôi Tình Yêu là nhà Thái. À, bài That's it. Đúng rồi. Vừa ăn lẩu Thái vừa hát bài đó. Nhưng mà anh có biết lời nhà Thái bài đó không? Ôi, xin nằng bà, nằng bất nằng bà, nua cũng nua. Em à, cái gì mà nghe cái Thái là anh cứ bất nằng bất nuột rồi. Anh nghe cái tiếng nó nói nhiều nhất á. Cọc chảy lại lại á, cọc chảy lại lại là xin cảm ơn nhiều lắm. Rồi nói riêng anh nó phải dùng rồi đúng không? Quá là hấp dẫn. Có lẽ là thời gian cũng có hạn, anh em mình cũng tới lúc để nói nói lên câu dạ từ, nói câu chia tay với lại quý khán thính giả. Thì Lisa và anh Trung Hành đây chúc quý vị một tuần lễ sắp tới thật là hạnh phúc. Và đương nhiên may mắn với cái đội lộng thái, lộng thái. Yeah, và tất cả những chia sẻ đóng góp, thí dụ như quý vị đã từng sử dụng những sản phẩm của công ty và chế biến cho mình những món ăn mới lạ, thì quý vị cũng gửi vào cho Lisa để Lisa cũng chia sẻ với tất cả những các quý vị khác đang theo dõi chương trình Bếp Quốc Việt, thì gửi vào cho Lisa ở địa chỉ là lisaquocviet@yahoo.com. Và thêm một lần nữa thì số điện thoại cho quý vị gọi đó là số 1866 Quốc Việt. Những vùng lân cận ở Bosa Little Sài Gòn Orange County này thì xin gọi số là 714-242-1583. Và hẹn quý vị vào tuần tới trong show Bếp Quốc Việt. Thì tuần tới show Bếp Quốc Việt thưa quý vị rất là đặc biệt, quý vị phải chờ đợi để đón xem. Bởi vì tuần tới sẽ là phở chay, và phở chay không còn nấu ở Bếp Quốc Việt như thường lệ nữa, và phở chay sẽ được nấu tại Giáo hội Cao Đài. Dạ, và Lisa hẹn quý vị vào tuần tới với món phở chay. Và đừng quên email thêm về câu đố của thịt kho tàu, quý vị sẽ nhận được rất nhiều quà. Dạ đúng rồi, dạ xin hẹn quý vị vào tuần tới. Và na 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 na